Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Techum cùng với đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chuyến thăm Việt Nam lần này mang ý nghĩa quan trọng trong năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022, kỷ niệm 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Tại các cuộc tiếp xúc cấp cao, các nhà lãnh đạo hai nước bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, nhấn mạnh truyền thống quan hệ Việt Nam-Campuchia không chỉ là hai nước láng giềng mà còn là đồng chí, anh em thân thiết, cùng đồng cam cộng khổ bên nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ, giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ tốt đẹp này theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài. Đặc biệt, tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techum, hai nhà lãnh đạo thống nhất đánh giá quan hệ giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp. Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả. Kim ngạch thương mại hai nước trong 8 tháng đầu năm đạt 7,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021, góp phần rất quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội cũng như có lợi cho người dân, doanh nghiệp của mỗi nước. Việt Nam là nước đứng đầu ASEAN và nằm trong số 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia. 8 tháng đầu năm, Việt Nam là nước có số du khách đến Campuchia nhiều nhất thế giới. Hai chủ tịch cũng hoan nghênh kết quả phân giới cắm mốc 84% đường biên giới trên đất liền đã được Quốc hội hai bên phê chuẩn, cùng đề nghị hai bên tập trung sớm giải quyết 16% mốc giới còn lại để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Hai chủ tịch cũng thống nhất kiến nghị chính phủ hai nước sớm ký kết hiệp định thương mại biên giới, thực hiện hiệu quả bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới. Trong thời gian gần đây, hoạt động trao đổi đoàn các cấp giữa Việt Nam và Campuchia diễn ra sôi nổi. Các đoàn đại biểu Quốc hội và Thượng viện Campuchia tới thăm Việt Nam và các đoàn đại biểu Việt Nam cũng tới thăm Campuchia. Những hoạt động như vậy sẽ giúp củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Thông qua những cái hoạt động cấp cao cũng như là hoạt động của các cái tổ chức được phân công thì chúng tôi đánh giá rằng là chúng ta đã tổ chức một cái chuỗi hoạt động rất là thành công và đạt được cái mục đích là tiếp tục thắt chặt, giữ gìn, phát huy và làm sâu sắc thêm mối quan hệ rất là sâu sắc với cái phương châm là láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài. Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Techum, các lãnh đạo hai bên cùng bày tỏ tin tưởng các hội nghị cấp cao ASEAN 40-41 và Đại hội đồng IPA 43 sẽ diễn ra tại Phnom Penh vào tháng 11 tới sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng cộng đồng ASEAN.